Mất mạng thì em có rất nhiều việc để làm. Chúng ta có thể xem phim, nói chuyện với bạn bè, hẹn hò, đi cà phê, ngủ. Chơi đế chế, kể cả có mạng cũng chỉ chơi đế chế. Không làm việc được nhá, không làm việc được, không kiếm tiền được nhá, không kiếm tiền được thì không có gì ăn nhá. Thì em cảm thấy em sẽ chết. Không có gì để chơi này, không có gì để liên lạc này. Nói chung là mất mạng là một điều rất là tệ. Mất mạng bạn xem gì? Nếu mà một nhà mạng mất thì em có hai nhà mạng cơ, em chuyển mạng khác. Hết toàn bộ em ơi. Mất toàn bộ nhà mạng thế giới á? Thế thì em mất việc anh ạ. Công việc của em là internet mà mất mạng rồi, coi như em mất việc, em về nhà chăn vịt đấy ạ. Báo hay xem phim những cái bộ phim mình đào về sẵn trước rồi. Hentai. Đối với em mất mạng như là mất mạng, mà mất mạng cũng như là mất mạng. Nhưng mà không có mạng thì có thể em sẽ đi chơi với người yêu. Cũng thú vị mà, bởi vì trước giờ người yêu em bảo là nếu mà không có cô ấy thì em vẫn sống được, chứ mất mạng thì em đúng là mất mạng. Em hơi bị thiếu ngủ tại vì em phải live stream nhiều quá cho nên thiếu ngủ, em sẽ đi ngủ. Mọi toàn bộ thế giới thì em sẽ đi nhảy dù. Không có mạng khó sống. Mạng thì chả làm gì cả. Thì mình có hai cái đam mê là máy tính rồi bóng rổ, thoải mái đi. Mất mạng mình bỏ máy tính mình chơi bóng rổ cũng được. Mất mạng là gì? Xoạc. Thì đã. Lại xoạc tiếp. Mất mạng thì lên à? Đi chơi rồi. Đi chơi thôi. Mất thì làm sao chịu được. Mất thì làm sao chịu được. Kiên cả thế giới mất mạng thì làm sao? 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 Mất mạng thì chơi khủng long như Trình Duyệt rồi. Bí bách đấy ạ, bí bách đấy ạ. Em đi ngủ, em đọc chuyện. Biết. Có mạng là một thiên đường này. Có mạng à? Có mạng thì để xem nào, Facebook nhiều nhất này. 380cc.cc à? Chứ cơ Việt, chứ cơ Việt, chứ cơ Việt. Có mạng thì em sẽ lên Facebook, sống ảo. Có mạng thì Facebook này, xem YouTube, rồi lại nhảy dù tiếp. Có mạng thì em chơi game online này, em xem phim này, và đặc biệt là em kiếm tiền bằng cách up video YouTube. YouTube em là gì? YouTube em là sức heo, cái bạn subscribe nhá. Có mạng em làm được rất là nhiều điều. Em có thể connect được với tất cả mọi người mà em yêu quý, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Em được đi làm, đi chơi, được sống. Em hay vào trang nào nhất á? Em hay vào vật vào studio. Thì dùng để học hỏi nhiều hơn, chơi game. Cái nào phim con sao? Ôi thôi thôi, cái đấy thôi. Cái đấy nó phải ở trên, ở nó phải xem ở trên kia. À. Chứ đau về máy, nó nặng máy ra, không chứa nổi game. Bạn em phải làm việc. Em đọc quần áo. Nếu mà có mạng bình thường thì em livestream ạ. Em chơi game với cả team. Wow. Ban ngày em sẽ đi chơi với mọi người. Buổi tối em về em ôm bố mẹ em đi ngủ. Hiện tại em có khoảng 7 cục sạc dự phòng. Đủ để cho em có thể xem phim, những cái phim mà em đã tải về rồi chơi một số game lên điện thoại nốt. Còn đến khi mà mất điện toàn thế giới rồi thì khả năng đấy cũng là ngày tận thế rồi. Thì có em nào thì triển em đấy nốt đi, triển em đấy nốt đi, triển em đấy nốt đi thì cũng ra đi. Chứ còn để mất điện toàn thế giới thì chắc chắn chết rồi. Ngoài hành tinh xâm lược rồi, cũng có thể đến đón em về. Mất điện à? Mất điện. Mất điện mà không có điện để sạc pin điện thoại thì coi như là chết luôn. Thế thì chắc em sẽ chết mà. Mất điện thì sao? Mất điện thì nhà ngói như nhà tranh anh ạ. Chắc là em về quê đi cấy cho khỏe. Em hay làm việc gì?